Cơ quan Bảo xin chào các bạn. Tối hôm nay là 24 tháng 7, sự giãn cách của thành phố Phan Thiết. Như các bạn thấy, trên đường Trần Hưng Đạo nối liền qua con cầu Sở Muối là đường 19 tháng 4 thì đây là khu vực Tam Biên. Khu vực ba Tam Biên các bạn. Đó thì rải rác xe, người đi ra ngoài chỉ đi những việc cần thiết. Và bên cạnh này thì mình thấy có một ông bác, không biết là bán cái gì đây, để mình ghé lại xem thử như thế nào, để mình hỏi thăm sức khỏe của tình hình làm ăn của bác ra sao trong mấy ngày vừa. Bán chè bưởi đậu xanh. Chè bưởi đậu xanh này là ở nhà ở nhà làm á, bác tự nấu hay là tôi nấu. Bác tự nấu luôn. Dạ. Ủa bác quê ở đâu? Quê tôi thì ở miền Tây á, Bạc Liêu rằng. Rồi lên đây bán ở trên này. Bác ơi, bác về Phan Thiết này lâu chưa? Về 2 năm rồi. À 2 năm rồi, như vậy là từ khi mà về Phan Thiết là vẫn bán nha. Vẫn bán cái này sống tới giờ. Bác bán thường thường là bán ở đâu? Bán bên phường Phú Trinh á. Bán ở phường Phú Trinh. Bán ngay chợ hả? Ngay trên chỗ phường á, ta đuổi rồi mới lại đây nghe điện mới xanh đó. Ngay chỗ phường ha, phường mới hả? Rồi bây giờ là qua cái thời gian mà giãn cách kia xã hội là bác bán ở đây. Bán ở đây. Ở trên đó tại sao không bán mà bán ở đây? Ở đó nó quy hoạch nó cho bán. Dạ. Để bán. Từ ngày giờ bác bán cái gì là người ta có mua không? Có mua. Nhưng mà khách quen ha, khách quen người ta đâu biết bán ở đây mà. Có nhiều người ta đi qua lại, ta gặp ta biết ta cũng mua. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi 79 rồi. 79 rồi, 79 rồi, coi như là cố gắng là cái thời gian này là giữ sức khỏe nha. Gì là bác được có mấy cháu rồi? Bốn cháu. Rồi các cháu đó là các anh các chị đó là đang làm có vợ ở... có chồng hết rồi, nó tân niên hết rồi. Vẫn ở Phan Thiết này hả? Không có đâu, ở thành phố. Đứa thì đi làm ở Bình Dương á. Bến Tre, Bình Dương. Mấy cái nơi đó bữa nay là cũng giãn cách xã hội nè. Rồi bây giờ bác ở đây là với ai? Với bà xã tôi. Dạ, coi như là bà làm tôi bán. Bác cha bác gái là ở đây thôi ha. Vậy là bán là chừng nào mới hết? Chừng nào hết về. Rồi mấy giờ, thường thường mấy giờ? Có bữa thì 9, 10 giờ, 7, 8 giờ, 5, 6 giờ cũng hết trong chừng. Bán bao nhiêu là tôi bán 80 ly. Bao nhiêu một ly? 10 ngàn. Dạ rồi, rồi nếu mà bán một đêm như vậy là bác thu được tiền khoảng mấy bao nhiêu tiền? khoảng 300. Vậy là mình chi phí là cũng ăn uống rồi được ra bác ha. Để đó thôi, cố gắng mới bắt ra là phải 100 ngàn tiền nhà rồi. Đúng rồi. Thuê nhà. Vậy là một tháng 3 triệu. 3 triệu rồi tiền nước tiền đồ nữa, 3 triệu mấy rồi, 4 triệu bạc. Rồi cho cái mùa Covid này người ta có giảm tiền cho bác không? Không có giảm. Bác về bác nói là coi như mùa Covid này vợ chồng tôi làm không được, cố gắng giúp giùm cho tôi. Hôm rồi á, nhờ quỹ từ thiện bên kia cho tiền trả tiền góp. Bà con người ta cho rồi trả tiền, có hỏi 10 triệu ngày đóng 300, đóng 40 ngày. Mấy hôm con đi ngang qua đây mà đâu có thấy bác đâu. Dạ, mới quán lại bữa nay à. Mới hôm nay hả? Hôm nay là coi như là nói chung là người ta cũng mua ha. Rồi đây là có anh trai này cũng mua đó nè. Bữa với đậu xanh chung luôn. Để nó ủng hộ bác đi. Để cứ một ly là 10 ngàn ha. Bác ơi. Mấy ly 10 ngàn ly. Đây. Em này mua nữa nè. Như vậy là thuận lợi là bác bán ngay chỗ cái ngã ba Tam Biên này thì khách dừng lại đây là họ mua cũng được. Đúng không? Đến thời điểm này, toàn hệ thống HVBank đã ủng hộ trên 200 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những tác phẩm tuyên truyền về đại dịch COVID-19 được triển khai nhiều trên mạng.
bác ở đây bán khách mua mấy bữa là bán ở trên chỗ phường Phú Trinh đó, ở đây cho nó tâm cho bán nữa. Bây giờ là bán ngay cái gốc cả ba Nam Biên này, nói chung là bác bán không được. Ngay vô đây họ dừng xe rồi họ mua cũng được. Hoàn cảnh của bác này thì nói chung ấn tội ha, hai vợ chồng là coi như thuê nhà một tháng là phải trả 3 triệu đó. Mở mắt dậy là coi như là đã mất hết 100 ngàn tiền nhà rồi. Nói chung là ở đây là bà con cũng ủng hộ đó. Rồi, muối khéo lộn tiền ha bác nha. Thôi vậy là chúc bác mùa Covid này là cứ giữ sức khỏe, hai vợ chồng là cố gắng là nấu bán cứ làm kiếm tiền cơm ăn thôi. Bác cũng xin người ta là giảm bớt cái tiền thuê nhà nha bác nha. Rồi con chào bác đi nha, đếm tiền là cũng thẳng nha. Rồi, chào bác nha. Ở trên đường phố của thành phố Phan Thiết mình giãn cách xã hội nhưng mà vẫn lưa thưa, vẫn lưa thưa rồi đi. Nói chung là người ta ra đường là có những cái việc cần thôi. Đây là ngã ba Tam Biên đó các bạn. Đây là Thế Giới Di Động, là hôm nay là đã 3 ngày giãn cách xã hội rồi, cho nên là khí thế của khách hàng đến đây cũng rất ít, rất là thưa thớt, thậm chí là không có người. Con đường này là con đường Trần Hưng Đạo nối dài qua cầu Sở Muối, qua bên đường 19 tháng 4 nữa các bạn. Nó chảy dài về phía bắc. Đây là quán cơm Thùy Kha, hồi trước kia là mình cũng hay ăn cái quán cơm này, mà chắc hôm nay là coi như là cũng bán đem về nhà thôi các bạn. Đây là cơm gà, cơm chiên gà số mỡ đó các bạn. Đây là Thùy Kha nằm ở trên trục lộ Trần Hưng Đạo. Mình nói con sai, cái này là bán mang về thôi các bạn. Bàn ghế tấm lỏng thôi, đây là khách là họ mua về đây. Bạn nào mà xe giãn cách xã hội mà có hư nha là đến cái tiệm sửa xe này nè, chỗ anh Châu Tuấn này nè. Đó, Châu Tuấn là anh vẫn hoạt động bình thường. Đó, giờ này là bắt đầu là khách hàng anh mới, anh mới chuẩn bị nghỉ nè. Đó, đây nhớ nha, cửa hàng sửa xe Châu Tuấn nha. Đó. Cái cây xăng nằm ở đây, vị trí này là mấy hôm là rất đông. À, nhưng mà ngày giãn cách xã hội là rất ít, tại vì khách hàng là không ít đi. À, bên cạnh đây thì cũng có là cái xe là bán trà sữa trà đào vẫn hoạt động bình thường.
các bạn có các bạn nào mà uống trà sữa trà đào thì hãy ghé tới chỗ cây xăng Trần Hưng Đạo. Đó, bây giờ xe ôm tình hình giãn cách bữa giờ là anh có chở khách được không? Ý là có mà khách là lai rai à. Lai rai ha, nói chung là cũng hạn chế ha. Mà nhưng mà là xe taxi nó nghỉ rồi. Vậy đó rồi không có. Xe taxi nghỉ nhưng mà xe ôm mình vẫn hoạt động bình thường mà họ. Thôi tôi cố gắng làm để nó vượt qua cái những cái ngày tháng này nha. Rồi. Rồi về đêm thì tất nhiên là ở cái con đường này thì chỗ này là bơm xe nè, vá bỏ, bơm xe vá bỏ. Trục lộ nối dài từ quận 4 với đường 19 tháng 4 các bạn thấy TC Palace là bây giờ đóng cửa thì biên luôn. Những cái ngày giãn cách xã hội này thì nói chung là trước đó thì cũng là khách cũng có rồi, cho nên là rất vắng vẻ, đóng cửa tối đuôi như mực. Thì là rõ các bạn sẽ thấy cái TC Palace này ngừng hoạt động từ trước khi mà coi như giãn cách xã hội Phan Thiết nha. Đây là cái vòng xuyến chỗ giao nhau đường từ quận 4 nối dài cho các bạn. Đây là đầu đường của từ quận 4 nhưng mà nó là đường vườn súng vườn bông, tối nào thì các em nhỏ cũng hoạt động ở đây, đường Võ Văn Kiệt đó các bạn, đó là cái khu vui chơi Võ Văn Kiệt.